Liêu trai chí dị, người nuôi rắn. Nhà mỗ ở Đông Quận, sinh sống bằng nghề nuôi rắn làm trò. Có hai con đá thuần, cả hai đều màu xanh. Con lớn đặt tên là Đại Thanh, con nhỏ đặt là Nhị Thanh. Con Nhị Thanh chán có một cái chấm đỏ thuần hơn, anh ta đặc biệt yêu quý chúng hơn các con khác. Năm ấy rắn Đại Thanh chết, anh ta muốn thay bằng con khác nhưng chưa gặp dịp. Tối hôm ấy anh ta ở trọ một ngôi chùa trong núi. Sáng ra mở giò rắn thì Nhị Thanh đã biến đâu mất. Anh ta mới buồn tưởng chết, vội vàng đi gọi, tìm khắp các gốc cây bụi cỏ nhưng tuyệt nhiên không thấy dấu vết đâu. Anh ta đành phải quay về ngồi đợi, bụng vẫn mong ngóng nó sẽ tự tìm về. Mặt trời lên cao, anh ta tuyệt vọng đành nhẽ dầu dĩ khăn gói lên đường. Mới được ít bước, bỗng có tiếng loạt xoạt trong bụi cây, vội ngừng lại nghiêng ngó dõi theo thì thấy Nhị Thanh đang trườn tới. Anh ta mừng quá như tìm lại được vàng, vội mới dừng lại đứng đợi ở góc đường. Rắn cũng ngừng lại, phía sau có một chú rắn nhỏ đi theo. Anh ta vỗ về Nhị Thanh: "Ta tưởng mày đã bỏ tao đi rồi, nay còn dẫn thêm bạn nhỏ về nữa ư?" Rồi vội đem mồi cho ăn, cho cả con nhỏ nữa. Chú rắn tuy không bỏ đi nhưng có vẻ ngần ngừ không dám ăn. Nhị Thanh ngậm mớ mồi cho, y như chủ nhân tiếp khách vậy. Người nuôi rắn cũng tiếp mồi thêm đưa. Bấy giờ rắn còn mới ăn tự nhiên. Ăn xong theo Nhị Thanh bỏ vào trong giỏ. Người nuôi rắn đem dạy con rắn vào trong khuôn phép ngay, không khác gì Nhị Thanh lắm. Anh ta đặt tên cho nó là Tiểu Thanh, rồi mang cả đi biểu diễn tứ phương, thu tiền vô kể. Đại khái, người biểu diễn rắn chỉ dùng rắn dài độ 4 gang, già quá thì nặng, phải thay con khác. Còn Nhị Thanh đã đến độ phải thay, xong chỉ vì nó hay quá, thành thử chưa muốn thay ngay mà còn lưu dùng 2-3 năm nữa. Đến khi nó dài đến 6-7 gang, nằm chật đầy giỏ, anh ta buộc phải thay. Đến đất Tùy ở Sơn Đông, anh ta cho Nhị Thanh ăn mồi ngon rồi thả nó. Nó đã bỏ đi, chốc lát mới quay lại, cứ lượn quanh ngoài giỏ. Người nuôi rắn vẫy tay ra hiệu: "Đi đi, trên đời này làm gì có tiệc vui sum họp trăm năm chưa tàn. Này mày đã vào ẩn trong hang lớn, thế nào cũng hóa thành thần long. Còn cái giỏ chật hẹp này, mày sao có thể ở mãi được?" Dường như nghe hiểu ý vậy, lần này con rắn bỏ đi hẳn. Mỗ đưa mắt nhìn tiễn. Thế rồi rắn lại quay trở lại. Mỗ vẫy tay ra hiệu cho nó đi, nó vẫn không đi, cứ lấy đầu cả vào cái giỏ. Tiểu Thanh ở bên trong cũng động cựa soàn soạt. Lúc ấy mỗ mới hiểu bảo rằng: "Có phải mày quay lại từ biệt Tiểu Thanh chăng?" Nói đoạn mở giỏ cho Tiểu Thanh ra. Hai con đầu quấn lấy nhau, lưỡi tè lè như muốn nói với nhau điều gì đó. Rồi hai con cùng bỏ đi. Mỗ đang còn ngỡ Tiểu Thanh không trở về nữa, nhưng chỉ một lát nó đã ngoằn nghèo bò về một mình, rúc vào trong giỏ nằm. Từ đó công việc của mỗ không lấy gì làm tốt. Tiểu Thanh cũng to dần ra, không biểu diễn được nữa. Sau mỗ kiếm một con cũng thuần, song không sao bằng Tiểu Thanh. Lại nói Nhị Thanh vào núi, những người đi lấy củi thường gặp. Vài năm sau nó dài đến mấy chục gang, khoang mình như cái miệng bát, thường hay xông ra phi đuổi người. Vì vậy những người hay qua lại đấy mách nhau sợ không dám ra đường. Một hôm mỗ đi qua nơi ấy, rắn quăng mình như gió lao theo, anh mới sợ quá bỏ chạy. Rắn đuổi theo rất gấp, sát tận chân. Anh ta quay nhìn lại thấy trán rắn có nốt đỏ thì mới nhận ra là Nhị Thanh, liền gánh xuống gọi: "Nhị Thanh, Nhị Thanh!" Rắn dừng lại nghiêng đầu hồi lâu rồi quăng mình quấn lấy chân mỗ như diễn trò hồi nào vậy. Mỗ biết rắn không có gì làm hại, nhưng vì nó to quá, anh ta không chịu được sức nó quấn nên ngã vật xuống kêu lên. Lúc ấy rắn mới buông ra, lấy đầu cọ cọ vào giỏ. Mỗ hiểu ý liền mở giỏ thả Tiểu Thanh ra. Hai con vật quấn lấy nhau một hồi lâu mới rời. Mỗ thấy thế liền chúc Tiểu Thanh: "Tao đã có ý định thả mày đã lâu, này thế là có bạn rồi nhá." Quay lại Nhị Thanh, anh ta mới bảo: "Trước mày dẫn nó về, nay mày dẫn nó đi đi." Rồi cùng dặn cả hai: "Núi dâu không thiếu mồi, chớ quấy người dọc đường nữa." Hai con rắn cùng cúi đầu như tỏ ý vâng lời. Rồi con lớn trước con bé sau bò vào rừng. Người nuôi rắn đứng sừng sững nhìn theo,
cho đến khi chúng khuất hẳn. Từ đó, người qua lại đường ấy được yên ổn, không gặp rắn đuổi nữa.